Hello các bạn nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách đánh số thứ tự tự động ở trong Excel. Khi các bạn đánh số thứ tự tự động, các bạn có thể xóa dòng, nó sẽ tự động cập nhật cái số thứ tự chuẩn cho các bạn. Đó. Bình thường khi các bạn tạo bảng và đánh số thứ tự thì các bạn làm như này đúng không? Các bạn kéo như này. À, nhưng mà khi các bạn cập nhật dữ liệu, ví dụ các bạn muốn xóa cái dòng này đi, xóa đi, đúng không? Thì nó sẽ không tự động cập nhật cái số thứ tự chuẩn cho các bạn nữa. Ở đây là 1, 2, 3, xong nó nhảy đến 5 luôn. Thì các bạn lại phải kéo lại. Kéo lại như này. Thì nó rất là bất tiện. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách đánh số thứ tự tự động. Mà khi các bạn xóa dòng, nó sẽ tự động cập nhật cái số thứ tự chuẩn cho các bạn. Vậy thì làm như thế nào? Thì các bạn làm như sau. Các bạn đánh cho mình cái công thức row. Row như này các bạn nhé. Enter. Thì cái số này nó tương ứng với cái số thứ tự ở cái file Excel này. Đấy. Cái file này nó sẽ luôn luôn không đổi. Đấy, 1 2 3 4 nó luôn không đổi. Đấy, row bằng. Bây giờ làm thế nào để có thể cái bảng của mình ở đây nó bắt đầu là vị trí số thứ tự là một cơ. Vậy thì làm thế nào để có thể đánh được cái số 1 ở đây, đúng không? Thì làm như sau, các bạn đánh cho mình cái công thức row. Các bạn row ở cái dòng A2 này. A2 này nó là 2 đúng không? Thì các bạn phải trừ đi mấy? Trừ đi 1 thì để nó thành 1. Đó, xong bạn kéo này. Đó. Thì lúc này nó sẽ là theo đúng cái số thứ tự trong cái bảng của mình, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, đúng không? Bây giờ các bạn nhé, các bạn xóa đi này. Các bạn xóa đi nhé. Đấy, thì các bạn nhìn thấy chưa? 1, 2, 3, 4. Nó sẽ tự động cập nhật cái số thứ tự cho các bạn. Đó. Đây các bạn, để mình lấy nhiều dữ liệu ra mình xóa cho các bạn nhìn cho nó trực quan này. Bây giờ, ví dụ đây là ví dụ số 5 nhé, các bạn xóa đi này. Vương Thị Khánh đang ở vị trí số 6 đúng không? Số tự 6. Bây giờ xóa cái số tự thứ 5 là Trần Thị Mơ đi. Các bạn xóa đi này. Thì cái Vương Thị Khánh này sau đó sẽ trở thành số thứ tự thứ 5. Các bạn nhìn nhé. Đó, Vương Thị Khánh sẽ làm. Từ đây tất cả có 7 7 7 dòng đúng không các bạn? Tiếp theo, bây giờ các bạn không cái bảng của bạn ấy không phải là cái vị trí đấy nữa. Đấy, nó ở vị trí này cơ. Trên này nó là một cái gì đó theo yêu cầu của bạn. Và các bạn có cái bảng nó ở vị trí số dòng thứ 14 ở trong cái file Excel này. Thì bây giờ mình muốn đánh số thứ tự ở đây thì mình làm như nào? Đấy, bắt đầu từ đây. Bắt đầu 1 từ đây thì các bạn làm như nào? Thì các bạn cũng làm như sau. Row. Row. Đấy, nó là số 15 đúng không? Muốn đây là 1 thì đây là gì? Trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 14 đúng không? Trừ đi 14 thì nó sẽ là 1. Xong các bạn kéo bình thường thôi. Đấy. Thì khi mà các bạn xóa này, các bạn cập nhật thì nó vẫn cập nhật bình thường. Đấy, các bạn thấy chưa? Có 6 dòng đúng không? Bây giờ xóa đi này. Xóa đi 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Nó vẫn là để thứ tự rất là chuẩn đúng không? Xóa đi này. Còn 5 đúng không? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Nó rất là hay. Nên là mình hy vọng cái video hướng dẫn này có hữu ích đối với công việc của các bạn. Chúc bạn luôn thành công trong công việc và cuộc sống. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.